Xin chào mọi người. Hôm nay thì tôi xin giới thiệu đến mọi người một sản phẩm mới. Cái này bữa trước tôi có đăng lên Facebook rồi, nhưng mà hôm nay thì tôi mới làm clip cho mọi người xem. Thì trước mặt mọi người đây là cái khiên. Cái khiên này thì trước đây được các chiến binh, người đồng bào, người ta sử dụng để phòng thủ. Tức là một tay thì người ta cầm cái dao như hình avatar của tôi đấy, cái dao màu đen dài đấy, hoặc là cái cây giáo nhọn. Còn một tay thì người ta sẽ cầm cái khiên này, giống như các chiến binh ở châu Âu mà anh em hay xem ở trên phim ấy. Lúc nào một bên là vũ khí, một bên là cái chắn. Thì cái khiên này có tác dụng là chống mũi tên, thứ hai là ngăn dao với lại giáo, nói chung những cái thứ nhọn nguy hiểm. Nó được làm từ một cái tấm gỗ liền. Đây, một cái tấm gỗ liền này. Đấy. Tấm gỗ liền này. Xong người ta có khoét những cái nốt lõm xuống như thế này này. Cái này làm hoàn toàn thủ công này, anh em nhìn kỹ nha. Đấy. Làm hoàn toàn thủ công. Lồi lõm này. Thì chính giữa là được trang trí hình một cái khuôn mặt con cọp. Xung quanh thì người ta đục những cái lỗ và người ta đan những cái dây mây rất là cầu kỳ. Nhìn nó đơn giản như thế nhưng mà thật ra mình làm cũng khó. Trên đây có những cái tua rua bằng len. Cái khiên này thì cao khoảng